Xin chào quý bạn và các vị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề cũng rất là cần thiết đấy nha. Làm sao để lên một cái thời lượng học hợp lý cho việc học tiếng Anh của các bạn. Ok, thì cái này nó không có một cái câu trả lời cụ thể nhé. Bởi vì sao? Bởi vì tùy vào cái mức độ, cái lượng thời gian rảnh của bạn thì bạn sẽ có một cái lượng thời gian nhất định để học, đúng không? Ví dụ bạn là người đi làm, cơm áo gạo tiền, tình tứ, đúng không? Thì mình sẽ không có quá nhiều thời gian như là các bạn sinh viên các bạn có chỉ tập trung vào việc học và yêu đương, nên cái thời gian học của mình có thể nhiều hơn. Nhưng mà mình phải khẳng định rằng nhá, có ít nhất thì cũng phải 1 tiếng một ngày, và tuyệt vời nhất là từ 1 tiếng đến đến 2 tiếng. Cái đối với bất cứ cái thành phần nào hơn 2 tiếng đi thì thực ra nó không hiệu quả đâu. Cái bây giờ ví dụ như 1 tuần các bạn dành ra 7 cho tới 14 tiếng để học là đẹp nhất. Cái nhưng mình không học dồn nhé. Cái mình không học dồn nhé. Cái ví dụ như đi 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 khám sức khỏe gần đây đi, thì ông bác sĩ ông bảo mình là men gan đang tăng đấy, uống bia vừa thôi. Thì mình bảo thế nào là vừa, thì ông bác sĩ ông bảo là uống một lon một ngày là được rồi, là tốt cho sức khỏe đấy, không phải tệ đâu. Uống một lon bia khoảng 350 ml cho tới 500 ml thì là tốt cho sức khỏe đấy. Thì mình bảo là thì em cũng uống vậy mà, cả tuần em chỉ uống có một bữa ấy, thì một bữa của em uống cũng 5 lon thì nó cũng tương đương với mỗi 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 lon một ngày bác sĩ. Đấy, thì bác sĩ bác bảo không được, phải phải chia nhỏ cái việc uống của mình ra. Đấy, thì mình chợt nhận ra là bản chất của việc uống bia nó cũng giống như là việc các bạn học tiếng Anh, đúng không? Các bạn học dồn một ngày cuối tuần 7 8 tiếng chắc chắn nó sẽ không hiệu quả. Ok, tại vì đầu óc của chúng ta nó chỉ hoạt động tốt nhất trong 1 đến 2 tiếng đầu tiên của việc học. Thế nên là mình chia nhỏ cái việc học, mình sẽ học cả tuần nhé, chứ mình không có học dồn. Ok. Rồi. Vậy cái đầu tiên chúng ta nắm được là gì? Học từ 7 đến 14 tiếng một tuần, chia đều ra nhé các bạn. Phải chia đều. Consistent. Ok. Nha. Đấy, đấy là cái góp ý đầu tiên. Cái việc lên kế hoạch ấy, thì nó đó là thời lượng nhé. Còn cái việc lên kế hoạch thì các bạn luôn phải bắt đầu với một cái mục tiêu cụ thể. Các bạn muốn gì ở cái việc học của mình? Các bạn muốn để giao tiếp căn bản, các bạn muốn phục vụ trong môi trường công việc, các bạn muốn luyện nghe, các bạn muốn luyện nói, các bạn muốn luyện viết, các bạn muốn trở thành nhà văn, nhà thơ, thì mình sẽ tập trung vào 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 các cái mục tiêu mà mình định sẵn. Ví dụ bạn bảo ôi tôi người đi làm, tôi chủ yếu là để đọc tài liệu thôi, thì mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cái mục tiêu đó trước. Cái là mục tiêu đọc tài liệu và tích lũy từ vựng. Cái bạn bảo là tôi là thương gia, tôi chả bao giờ viết, tôi có thư ký viết cho hết rồi, tôi chỉ cần luyện để nói thôi, thì mình sẽ tập trung nhiều hơn vào phần phần ngữ pháp nói và phần nói, cũng tất nhiên là cũng từ vựng. Đấy, thì phải có mục tiêu cụ thể. Thì các bạn đang nhìn trên bảng này, mình có show cho các bạn một cái bài viết của VietEnglish nhá, là viết về cách xác định mục tiêu để các bạn học. Cái link thì mình bỏ trong phần miêu tả, nhớ xem nhá, xem để đặt mục tiêu cho nó chuẩn. Ok, để xác định mục tiêu cho nó chuẩn. Ok, mình phải biết mình đi đâu trước khi mình bước những bước chân đầu tiên, đúng không? Ok, rồi. Sau khi xác định được cái thời gian học rồi thì các bạn cũng phải học cái cách mà mình tập trung. Mình đã đằng nào mình cũng bỏ gì rồi, bỏ 1 tiếng cho tới 2 tiếng để học rồi, thì mình phải tập trung hết mức có thể. Thì mình cũng viết một cái bài về làm sao để tập trung nhá các bạn, là nhớ đọc cái đọc để lấy một chút kiến thức. Cái rồi đọc 2 cái link này là được. Ok, trời rất là nóng hôm nay, khu vực này nó mất điện. Thì đó là những cái điều quan trọng của việc lên lịch trình nhá. Còn học chi tiết cái gì, học cụ thể cái gì thì nó tùy thuộc vào cái
cái mục tiêu của các bạn, ok, như mình vừa nói, ok, các bạn sẽ tự lên cho mình một cái kế hoạch học cụ thể. Có một cái lý thuyết đó là khi các bạn dành 50 giờ để chú tâm vào một cái gì đó thì các bạn sẽ đạt được qua cái mức độ thành thạo cơ bản. Và mình thấy nó hoàn toàn đúng cho tiếng Anh. Các bạn thử dành 50 tiếng cho tới 60 tiếng, tức là khoảng mỗi ngày một tiếng thì 50 tiếng thì là khoảng 50 ngày cho tới 60 ngày đi. Thật tập trung vào mỗi ngày một tiếng cho tới 2 tiếng của cái việc học tiếng Anh này để xem mình có đạt được tới, vượt qua được cái mức độ căn bản không. Mình tin là được các bạn, mình tin là được. Ok, đã thử và các học viên cũng đã thử và họ đều đều đạt được. Thì lúc đó tất nhiên là bạn không thể thành thạo thuần thục nói nhanh nói chóng được, nhưng ít nhất là bạn sẽ bắt đầu bập bẹ nói chuyện được bằng ngôn ngữ này, nghe được những đoạn hội thoại đơn giản. Ok, 50 tiếng để vượt qua cái mức độ căn bản. Ok, 50 tiếng học thực sự đấy. Rồi, chúc các bạn thành công. Một cái video ngắn thôi, nói về làm sao để lên lịch cho việc học của các bạn. À, mà nhớ theo dõi kênh để theo dõi các cái video tiếp theo từ từ bên VT English. Ok, bye bye.